Rồi, xin xin mến chào tất cả các bạn trở lại với kênh Dũng Ca Gia Đình ha. Chúc các bạn có một ngày thật là tuyệt vời, công việc hận lợi, hưng lợi và cuộc sống luôn bình an. Thì ngày hôm nay thì mình quay video thì cập nhật số cái cây bông giấy thì mình xử lý cái giai đoạn ra hoa như thế nào ha. Thì bây giờ nó lỡ dở một cái chuyện là hiện tại là mình ở miền Nam các bạn. Đó thì bông giấy thì cái cái cái, cái trên cái cây này á trên cái dòng Sakura Belecam này nè cẩm hạch này thì mình đã cắt lá, cắt bông đi rất khách khá nhiều lần rồi tuy nhiên là nó vẫn mang bông ha đó thì mình để đây là nắng full trăm phần trăm thì một ngày đối với những cái trời mà thời tiết nó khô hạn nắng như vậy thì mình tưới ngày hai lần ha các bạn một đến hai lần đó thì bây giờ mà bạn gặp cái bông ví dụ như cái bông nó ra bông như thế thì mình làm như thế nào nếu mà mình 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 kỹ mình kỹ thì mình cắt cái bông đi cắt cái bông đi. Đó. Mình cắt cái bông đi tại vì cái cái cây cái tàn như vậy nó đã đủ lực cho nên là nó rất là dễ ra bông. Bạn nếu mà bạn cắt cắt đọt này mà cái bữa mình có bấm đọt nè, mình có thử bấm đọt thì các bạn biết là nó ra mỗi nách thì mỗi nách nó ra full bông. Đó. Nó ra full bông như vậy. Thì à, bây giờ mà mình xử lý để mà mình muốn kịp Tết thì mình phải làm như thế nào? À, thì đối với những cái cây như vậy thì một là bạn có thời gian thì bạn nên cắt bỏ những cái bông đi, tuyệt đối là không có được bấm ba bấm bấm cơ 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 đọt ha Con tàn ha, tại vì các bạn làm như vậy thì nó sẽ nãy nó tức nó ra bông liền ngay lập tức. Tại vì mình đã nuôi đến thời điểm hiện tại rồi. Đó. À, cái cái lực của cái cái bông này là do là đến giai đoạn thì nó nó ra thôi. Mình hoàn toàn là không có đi cái bất cứ một cái loại thuốc nào mà nó có cái nó để nó kích bông. Mình không đi những cái loại phân loại thuốc nào mà có hàm lượng uh, lăng với kali cao hết nha các bạn. Đó, không có đi hút kích bông gì hết luôn tuy nhiên là đến cái giai đoạn thì nó vẫn ra bông và cái bông như vậy thì cái cái cây nó quá dư lực đi các bạn thấy không nè mình có cắt sơ các bạn thấy nó đi full một vàng bông như vậy không đó thì uh, hiện tại là thời điểm hiện tại là khoảng 6 60 khoảng 6 hơn 60 ngày nữa là đến đến ngay cái ngày Tết Nguyên Đáng luôn khoảng 60 ngày hơn hơn khoảng 60 62 hai ngày nữa là đến cái Tết Nguyên Đáng rồi thì uh, bây giờ nếu bây giờ mà bạn cắt thì nó sẽ vúng đối với những cái dòng cảm hạch này nó cực kỳ là dễ ra bông các bạn đây nhánh ghép của mình nó cũng ra ô cái này thì mình mặc kệ mình để ha mình không có thời gian đó còn như vậy thì các bạn lấy kéo bấm bỏ bông hết đây đây các bạn lấy kéo nhấp bỏ bông hết ha tuyệt đối là không nhấp tàn nha tại vì đối với miền nam mình hiện tại thời điểm hiện tại là chưa có chưa có phù hợp để mà mình mình làm bông chưa hết các bạn đó. mình để khoảng từ đối với những cái dòng cẩm hạch này mình để từ 30-35 ngày thì mình tiến hành là mình cắt đọt mình làm bông mình vô phân mình làm bông đó ở thời điểm này thì mình cứ cắt bông như vậy. Các bạn tiếc các bạn cứ cắt cho mình đừng tiếc ha. Đừng cái đừng có xả tàn nha, xả tàn là nó ra bông luôn đó. đó, các bạn cứ cắt bông như vậy. Cắt hết ha. Đó, à, sau khi cắt xong. Sau khi mà mình cắt xong thì các bạn cứ tứ ha. Tưới bình thường. Thì 7 đến 10 ngày các bạn cứ tứ cho mình cái có điều kiện thì cứ tưới humid ha. Tưới humic hoặc là các bạn tưới cái hàng kích rễ sinh học hiện nay trên thị trường nhiều rốt hàm rốt hay, những cái loại thuốc kích rễ từ sinh học từ vi sinh rất là nhiều đó thì cái đó thì mình tứ thường xuyên được còn cái dòng mà hàng antonit với lại cái hàng mà hàng nào bên mờ cái hàng kích thước sinh trưởng mà nó xài hóa học hoặc là hàng nào bên N kích rễ nó xài vô cơ đó. nhiều thì mình không có đi nhiều các bạn đi cái đó nhiều là nó chai nó hư luôn cái cây ha nó cứ kích phun rễ tức là nó hư cái cái cái, cái, cái hư cái cây giấy của mình luôn cái đó chỉ phù hợp cho những cái giai đoạn mà mình 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 trồng thôi mình ngâm thì những cái giai đoạn ban đầu mình chỉ tưới hai một đến hai lần thôi cho nên là mình không có làm dụng cái đó nhiều ha đó các bạn cứ cắt bỏ hết cho mình cái dao này cắt lâu quá <laughs> rồi thì sau khi mà các bạn cắt xong thì các bạn cứ cứ một ngày vẫn tưới nước hai lần cho cho dũng ha cứ chăm bẵm bình thường đó rồi Giờ khi mà đến cái thời điểm mà mà, mà làm làm bông á thì mình thì mình mình nhiều lắm mình mình sưu tầm mình mình ghép mình tự ghép cũng nhiều lắm các bạn chứ không phải là một hai dòng thì mình mình chơi thì thường thường á tết năm rồi thì mình làm bông cũng vậy mình làm ví dụ như là từ phải dao động từ 55 ngày 55 ngày đến 40 ngày là mình thay khuyên mình xả tàn cây này cái nọ cây này cái kia cây nọ luôn là mình cứ thay khuyên. hai khuyên hai ba ngày mình làm cây hai ba ngày mình làm cây đó còn cái hàng cấm hạch này là mình làm sau cùng tại vì cái hàng cẩm hạch này á nói thiệt với các bạn luôn cái nhánh này mình cắt nó rơi vào tầm khoảng 20 ngày 10, 15, 20 ngày gì à? 15 ngày, 15 ngày là nó như vậy rồi nè Thì cái dòng cảm hạch này, nếu mà mình làm bông thì Thật sự là nó rơi vào khoảng 30, một tháng nè, một tháng 30 ngày chứ, chứ nó cũng không có hơn các bạn, cái dòng này nó dễ bông lắm các bạn này dòng cảm hạch tím siêu bông nè à, Dòng này hiện nay thì trên thị trường nó nó khá là rẻ ha Đây, còn đây là cái hàng Sakura nè à, Mình mình cứ nhầm, hàng sakura sakura đây đây là dòng giấy sakura này đó thì các bạn thấy là cái đến cái đến cái kỳ của nó đến cái lực đủ lực của nó tàn nó lũ lực thì nó sẽ ra bông tuy nhiên á nếu mà mình để như vậy á tết mình để ngọn như vậy thì các bạn thấy rồi thì nó chỉ ra bông ở cái đầu ngọn thôi nhìn cái cây giấy của mình nó không đẹp để mình mình quay lên trên cho các bạn xem ha cho nên là mục đích mà mình cắt tàn sát là như vậy đó và những cái tàn mà những cái nhánh mà nó dài như vậy nè thì cực kỳ là nhanh 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 lên bông nhanh lên đủ kim các bạn đó đây là cái gốc giấy ta Mình ghép tùm lum trong đó hết ha. Giấy ta mình ghép màu cam Rồi màu cẩm hạch tím Mình ghép tè le trong đó hết luôn đó. Có màu tím uh, Tím Huế nữa các bạn Đây đây nè các bạn Cái này thì mình để trước Thì hôm bữa là mình để đây hết Mà nó bây giờ cái số lượng mình chơi nó nhiều lắm mà. Mình còn đằng sau múc đằng sau nhà dưới nữa Thì uh, đây là cái cây uh, Cái cây rượu vang nè các bạn Cái màu bông nó đẹp ngọt lắm nha đây là cái cây ghép giữa hàng tím tím tuyết tím huế với sakura đây sakura cảm hạch giấy sakura thì các bạn biết rồi nó màu hồng với màu trắng cực kỳ đẹp ha còn đây là chậu tím tuyết tím tuyết mình mình ghép mà tím tuyết không full tím tuyết luôn đó thì, thì những cái cây như vậy là nó đã nó nó đã quá đủ lực bây giờ mình không có làm bông làm bét thì các bạn thấy cái tàn của nó thật sự là cái cái đây cái hàng cái 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 cái, cái bầu của nó thì cái đế cái bộ đế của nó thì cái quành nó chỉ cây này thì cỡ 10 bạn thấy là nó có đi một cái bộ tàng nó cực là kỳ lực như vậy đó thì nếu mà giờ mình có thời gian á bây giờ mình sẽ xử lý như sao mình xử lý như sao để mà mình giữ tết thì các bạn cứ về cho dũng cứ cắt hết bông tại vì mình thích mình để chơi vậy đó đúng là mình cắt đi mình cắt đừng cái đừng có bạn đừng có con tàng ha bạn cứ cắt đi bạn cứ cắt hết đi cho dũng vậy đó đó mình tiếp tục là mình tứ luân phiên là 7 đến 10 ngày mình tưới humic mình tưới rốt hai mình tưới đạm cá mình mình vô phân hữu cơ mình cứ đi về cho dũng đó cứ đi về cho dũng đó, mình tạo cái cây cho nó lực tuy nhiên là cái bộ này nó quá lực rồi thì các bạn cũng hạn chế ha các bạn cứ 20 ngày bằng 15 20 ngày bạn vô một lần chứ bạn đừng vô nhiều quá cái tàn như vậy là nó đỡ đã đã dư lực rồi đó, cái này mình cắt bỏ hết đó mình giữ lực lại đó thì khi mà đây là cái minh chứng khi mà các bạn chơi giấy mà các bạn không có con tàn các bạn không có cắt tàn thì nó chỉ ra những cái đầu ngọn các bạn nhìn rất là thấy gớm tại sao nhà vườn người ta trồng nó phun đặt nó luôn thì lý do là người ta cơi tàn cơi đọt không đem ra mình đem ra mình con tàn mình cơi cơ, tàn lại thì khi mình cắt như vậy thì trong những cái nắp như vậy nè như người, người ta còn cắt lá người ta còn ở như nhà vườn người ta còn lặt lá nữa cơ thì nó tức nó mới ra được các bạn đó đây là cái lý do ha và đây cũng là một trong những cái clip mà minh chứng là là là, là, là mình thấy được À, tại sao là mình không cắt đàn thì nó chỉ ra bông lọt đọt ở ngọn thôi